Xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Gì. Mấy ngày hôm nay thì em Sành lại về được một cái kiện polo siêu VIP cho anh chị đây. Với độ mới là khoảng 98-99%, là 100% đều là những món hàng hiệu và cam kết chính hãng để anh chị lựa nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đồng giá mức giá là 200k trên một chiếc áo polo bất kỳ. Nói chung là từ chất liệu cũng như là giá cả nó rất là hợp lý rồi. Và quan trọng nhất là nó rất là mới, khoảng 98-99%. Bắt đầu vào clip luôn anh chị nha. Anh chị nào chúng ta chưa đăng ký kênh Sành Đồ Si thì hãy mau đăng ký kênh Sành Đồ Si để mỗi lần em Sành ra clip mới sẽ chủ động gửi đến cho quý anh chị nha. Ok, chúng ta bắt đầu vào clip luôn ạ. Và dành cho quý anh chị nào lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Si thì Sành Đồ Si là một shop đồ si hàng hiệu chuyên các món hàng thường tuyển cho Nam. Em Sành cam kết rằng những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân là một người bán hàng, em Sành trung thực với những sản phẩm mình có. Nói chung là hàng hóa có sao thì em Sành sẽ gửi cho mọi người là như vậy nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ lên polo. Nói chung là polo ngày hôm nay mới 98-99%, gần như là mới toanh luôn. Nên là anh chị chúng ta cứ thoải mái lựa chiếc nào vừa mình thì mình lấy nhá. Với mức giá là rất là rẻ, khoảng 200k như thế này thì đã bao gồm phí ship rồi, thì anh chị có thể lựa cho mình từ 2 đến 3 chiếc cho người thân của mình. Nói chung là hôm nay hàng hóa cực đẹp nên là em Sành cũng rất là vui luôn. Chúng ta bắt đầu vào clip luôn. Anh chị để ý rằng là bên cạnh em Sành đây sẽ có một bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này sẽ bao gồm những thông tin cần thiết để anh chị chúng ta lựa được một chiếc áo phù hợp với bản thân mình. Nhìn này anh chị thấy mới chưa? Rất là mới rồi đúng không ạ? Còn nói qua một chút về việc đổi trả thì em Sành rất sẵn lòng để cho quý anh chị là chúng ta có thể đổi trả hàng hóa tại Sành Đồ Si. Tức là ví dụ như là anh chị khi mà chúng ta nhận hàng thì anh chị vui lòng kiểm tra kỹ lại xem là có lỗi ở đâu không, hoặc là có ưng không. Không thì anh chị thanh toán tiền ship và gửi về cho em Sành là được. Còn anh chị cứ để ý bảng bên cạnh này có đầy đủ tất cả những thông tin cần thiết rồi ấy, thì tránh cái tình trạng là mất thời gian của anh chị cũng như mất thời gian của bên Sành Đồ Si mà nó không đem lại cái kết quả gì ấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến một con áo của thương Phila nhé. Với con này chúng ta sẽ có mã A19. Với chiếc áo mã A19 này chúng ta cùng nhau có một chiếc áo Phila. Con này siêu mới luôn anh chị, con này khoảng 98%. Đây phần tay áo, phần tay áo của họ là có cái dòng chữ như thế này. Còn ở đây thì con này siêu mới luôn. Chất con này là chất con này là chất thể thao anh chị nhá. Với con này của Phila có cái cúc ở trên này luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A19. Con áo này của chúng ta là một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này 72, ngang 51 và chiếc này là 46. Con này thì áng chừng cho anh chị nào chúng ta khoảng 65-70kg có thể mặc đẹp và mặc ok cái sản phẩm này nhá. Con này siêu mới luôn anh chị, nên là cứ vừa size là anh chị mua nhá. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta cũng là cái chất thể thao, có một con của cây Squid đây. Con này của cây Squid thì anh chị nào chúng ta thích mấy cái dòng của Nhật thì có thể lựa con cây Squid này. Con này nói chung là siêu mới luôn anh chị, con này mới toanh tỏi toanh luôn. Cam kết với tất cả anh chị rằng là sản phẩm em Sành bán thì đều là hàng chính hãng, và tất cả sản phẩm ngày hôm nay siêu mới khoảng 98-99%, nên là anh chị chúng ta cứ thoải mái mà chốt đơn nhé. Con này của cây Squid, với chiếc này chúng ta sẽ có cái dòng chất gọi là cái dòng chất thể thao, chất lạnh anh chị nhé. Với cái dòng này thì mặc cực kỳ thoải mái luôn. Đây là mã A20, con áo này chúng ta cũng một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này 72, ngang 51 và 46. Áng chừng cho anh chị nào chúng ta trong khoảng là quanh khoảng 70kg thì anh chị sẽ mặc vừa cái con này. Con này là cái chất cốt tông, cái chất thể thao co giãn, chất cái kiểu dạng chất lạnh ấy, nên anh chị chúng ta cứ vừa size chúng ta mua nhé. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay đều rất là mới, khoảng 98-99%. Sản phẩm tiếp theo chúng ta là mã A21. Con áo này cũng là một chiếc áo size L thưa anh chị. Đây là một con hàng chất thể thao của Uniqlo. Con này cũng siêu mới luôn, tag siêu dài này. Với chiếc này chúng ta có mã A21 là một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này là 73, ngang chiếc này 52 và vai chiếc này là 44. Với anh chị ở chúng ta thích cần một con màu trơn mà cái tông đệ tối thì có thể lựa con này. Con này hàng của Uniqlo, và đặc biệt đó là con này cũng còn rất là mới luôn, cũng là cái dòng chất cốt tông lạnh, cái dòng chất thể thao lạnh. Sản phẩm tiếp theo chúng ta là có một con của Mizuno đây. Con này để cho anh chị xem ở gần nhé, tại vì con này siêu mới luôn anh chị. Con này anh chị chúng ta vừa size thì mua con này luôn đi ạ, tại vì con này mới toanh 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 luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A22. Con áo này cũng là một chiếc áo size L. Dành cho anh chị nào chúng ta cần thông tin thì chiều dài chiếc này 70, ngang 52 và chiếc này 42. Con này cho anh chị nào chúng ta khoảng 65-70kg thì sẽ mặc rất đẹp với cái sản phẩm này. 65-70kg anh chị nhé. Đây là mặt đằng sau con áo. Nhưng nói chung là tất cả sản phẩm ngày hôm nay đều rất là mới. Lâu lắm rồi em Sành mới có một trong những cái lô polo gọi là polo VIP đi, tại vì nó thật sự là rất là VIP. Sản phẩm tiếp theo là có một con của Real Madrid này anh chị này. Fan hâm mộ của đội bóng hoàng gia đâu ạ, chuẩn chỉ của Real Madrid anh chị nhé. Đấy, tất cả các chi tiết trên này đều là của một con hàng của Real Madrid. Nhưng sản phẩm này thì anh chị
nếu mà có mua ở ngoài thì cũng rất là khó tìm. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A23, con áo này là size M, chiều dài chiếc này là 70, ngang 50 và chiếc này là 45. Cho anh chị là chúng ta khoảng 65kg sẽ mặc đẹp và mặc ok cái sản phẩm này của Real Madrid nhé. Con này nói chung là không còn gì để bàn, tại vì con này còn quá mới và quá đẹp luôn. Đây, cho anh chị xem thêm những cái giác tác ở ngang của họ này. Với con này thì chuẩn chỉ, không còn gì để bàn, quá đẹp luôn ạ. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì cũng là một con mà rất thể thao lại, với một con hàng đến từ Under Armour. Cái lớp này logo theo anh chị nhé. Under Armour này đây là một trong thương hiệu mà họ làm đồ cực kỳ ngon luôn. Đặc biệt là những cái dòng thể thao như thế này mà cái chất kiểu co giãn và đồng thời là nó rất là mát. Con này thì chất cầm và thôi đã thấy là kiểu cái dòng chất rất là mát rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A24 nhé. Con áo này là một chiếc áo size M, chiều dài 70, ngang 52, 50 và chiếc này 43. Con này áng chừng cho anh chị là chúng ta khoảng 65kg có thể mặc đẹp và mặc ok nhé. Quanh khoảng 65kg anh chị sẽ mặc đẹp và mặc ok con này của Under Armour, con này siêu mới luôn ạ. Sản phẩm tiếp theo muốn gửi đến cho anh chị đó là thêm một con của Under Armour nữa. Con này thì cũng na ná con lúc nãy, chỉ là khác màu thôi, còn chất liệu các thứ thì cũng là cái dòng chất thể thao lạnh và mặc rất là thoải mái. Con này thì siêu đẹp luôn. Với chiếc này thì cho anh chị nào chúng ta mặc mã A25, một chiếc áo size XL, chiều dài chiếc này 76, ngang chiếc này là 56 và vai chiếc này là 47. Anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 75kg thì có thể mặc ok. Nói chung là quanh khoảng 75kg, cái đầu 7 thì anh chị có thể mặc con này ok và rất đẹp nhé. Một trong sản phẩm mà em sành cực kỳ thích đó là hàng của Under Armour, rất là mới. Tiếp theo thì có anh chị nào chúng ta biết về cái dòng này không ạ? Anh chị nào chúng ta biết về cái dòng này không ạ? Oppa Lay đây anh chị, một con của Oppa Lay đây. Với con này thì em sành không có gì để bàn nữa, tại vì hàng hóa con này nói chung là nó siêu ngon luôn rồi ấy. Với chiếc này anh chị nào chúng ta vừa size M thì có thể mặc ok nhé. Chiều dài chiếc này là 69, ngang chiếc này 50 và chiếc này là 44. Con này thì anh chị nào chúng ta quanh khoảng 65kg thì sẽ mặc rất đẹp cái sản phẩm này nhé. Con này siêu mới, siêu đẹp mà nhìn cực kỳ VIP luôn anh chị. Thì hôm nay là anh chị nào mà chúng ta mua hàng ngày hôm nay sẽ được free ship tất cả các sản phẩm tại sàn Hồ Sĩ, một chiếc cũng free ship. Và với sản phẩm tiếp theo thì có thêm một con hàng nữa của Uniqlo. Thêm một sản phẩm nữa Uniqlo, con này thì gần như là mới 99% luôn rồi anh chị, siêu mới luôn đấy. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái dòng chất chất thể thao anh chị nhé. Đây, tag của họ thì họ giấu ở trong này, Uniqlo giấu ở trong này. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A27, đây là một chiếc áo size S, chiều dài chiếc này là 61, ngang chiếc này là 47 và chiếc này là 43. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là 55 cho khoảng 60kg có thể mặc ok cái sản phẩm này nhé. Nói chung quanh khoảng 60kg thì anh chị sẽ mặc rất đẹp cái sản phẩm này. Con này siêu mới luôn ạ, con này phải lên form thì mới đẹp anh chị nhé. Đây, siêu mới luôn. Và sản phẩm tiếp theo cũng là một con mới đến khoảng 99%. Chúng ta cùng nhau đến với Operenoma nào anh chị này. Operenoma, anh chị nào chúng ta biết cái thương hiệu này của Pháp thì có thể mua con này nhé. Mùa trồng cái con cá rất đẹp luôn, con này siêu mới luôn anh chị. Đây là mã A28 nhé, con áo này size XL, chiều dài chiếc này 73, ngang 58 và vai chiếc này là 48. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là 75kg có thể mặc ok cái sản phẩm này. Nói chung là con này phải mặc đô đô lên một tí thì nhận mặc mới đẹp, chứ con này thật sự là Uperoma quá xịn luôn anh chị. Thứ nhất là đây là con một con mà chất thể thao, thứ hai là con này siêu mớ luôn. Anh chị nào chúng ta khoảng 70-75kg có thể mặc rất đẹp nhé, áng chừng khoảng 75 thì sẽ đẹp hơn. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ gửi cho mọi người tiếp theo đó là một con. Đây, tiếp theo là con vẫn còn Oppa Lay này. Với chiếc này thì sẽ có các thông tin như sau, nhưng mà con này đẹp không ạ? Chất thể thao nhìn quá đẹp luôn. Đây, với chiếc này chúng ta sẽ có cái dòng cúc này. Cúc họ làm siêu xịn luôn anh chị. Cúc họ làm con này thì siêu xịn luôn. Anh chị nào chúng ta mua về thì có thể tự check nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A29. Con áo này là size L, chiều dài chiếc này là 72, ngang 54 và vai chiếc này là 46. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là 70kg thì có thể mặc ok cái sản phẩm này nhá. Một sản phẩm mà thật sự là siêu siêu đẹp luôn anh chị. Quá là siêu phẩm trong ngày hôm nay. Tiếp theo thì có một con của Winson cho anh chị lựa đây. Winson này là họ chuyên làm những cái dòng về tennis, cầu lông các thứ đấy anh chị. Và con này thì chúng ta cũng có một con của Winson siêu mới, siêu đẹp, chất thể thao. Con này thì ở trên clip thì không đẹp mấy, nhưng mà ở bên ngoài thì chưa bao giờ mà em sành thấy có một con nào đâu mà nó lại mới và đẹp như con Winson này. Đó, con này siêu mới luôn anh chị. Trên clip trông này thôi anh chị nhận hàng về thì anh chị chắc chắn rằng là không bao giờ có thể là đổi hàng lại cho em sành, tại vì hàng quá đẹp.
Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A30, một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này 71, ngang 55 và vai chiếc này nó là 45. Anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 70kg có thể mặc đẹp và rất đẹp với con này nhá. Con này thì quá chuẩn chỉ, cúc kiếc các thứ luôn rồi. Một con Windsor siêu mới. Tiếp theo cũng là một trong những cái sản phẩm rất là mới, có một con của Columbia cho anh chị lựa đây. Anh chị nào chúng ta biết đến thương hiệu này thì có thể lựa nhé. Còn em Sành không tư vấn thêm nhiều về thương hiệu này, tại vì đây là một trong những cái thương hiệu mà họ làm đồ đạc các thứ siêu ngon luôn rồi. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A31, một chiếc áo size L. Chiều dài chiếc này 69, ngang 48 và vai chiếc này 43. Anh chị nào chúng ta trong khoảng 60-65kg có thể mặc đẹp cái sản phẩm này nhé. 60-65kg thì sẽ mặc rất đẹp với cái sản phẩm này, một trong những còn nào chất lượng mà em Sành gửi đến cho mọi người trong clip ngày hôm nay. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì có một con của Dunlop đây. Và con này của Dunlop thì thề luôn là đẹp thô rồi luôn, con này siêu đẹp luôn. Anh chị nào chúng ta chưa biết về thương hiệu Dunlop thì ban đầu thì thương hiệu Dunlop này họ chuyên làm lốp anh chị. Chính vì thế nên là tất cả sản phẩm của họ thì luôn theo cái hướng là ăn chắc mặc bền. Đó, con này thì để gần thì sẽ anh chị sẽ thấy rằng con này thật sự là quá là đẹp và quá là siêu phẩm luôn. Một con hàng của Dunlop, đây là mặt đằng sau ạ. Và để xa xa thì con này nó sẽ được như thế này thôi anh chị. Quá đẹp luôn, một con chất thể thao. Và cái dòng thể thao này thì anh chị biết là cái dòng thể thao cao cấp và nó mặc rất là thích luôn. Đây là mã A32, con áo này size M. Chiều dài của chiếc này là 70, ngang 50 và chiếc này 44. Anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 65kg thì có thể mặc ok con này nhé. Anh chị đừng bỏ lỡ con này, tại vì con này quá là đẹp luôn. Anh chị đừng bỏ lỡ nhé, khoảng 65kg thì sẽ mặc rất đẹp với cái sản phẩm này ạ. Và sản phẩm tiếp theo anh Thành gửi đến đó là mã A33, một chiếc áo mà size XL, một con của Phantom này anh chị này, một con Phantom này. Con này thì cũng siêu mới luôn, con này khoảng 98-99% cho anh chị nào mà chúng ta con này gần như là chưa mặc lần nào luôn anh chị, siêu mới luôn. Đây là mã A33, con áo này size XL, chiều dài chiếc này là 75, ngang 50 và chiếc này 48. Con áo này thì áng chừng cho anh chị nào chúng ta khoảng 70-75kg. Cứ cho khoảng 70-75kg cho dễ mặc anh chị nhé. Con này em Sành không biết phải nói gì, nhưng mà tại vì con này nó ngon quá. Đây, một con của Phantom quá ngon luôn. Màu con này là cái màu đỏ đô anh chị nhé. Đây, quá ngon luôn, chất là chất thể thao ạ. Thêm một cái sản phẩm chất thể thao nữa của Under Armour thì có một cái sản phẩm mà nó cơ bản như thế này đây anh chị. Nhưng mà được cái là con này nó cũng rất là dày dặn cơ. Chất thể thao rất là dày dặn và con này thì không còn gì để bàn anh chị. Tại vì con này siêu mới, siêu đẹp, cổ kia các thứ, con này nét căng thô rồi. Đây là mã A34. Con áo này chúng ta là một chiếc áo size L, chiều dài 73, ngang 52 và chiếc này 46. Cho những anh chị là chúng ta khoảng 65-70kg thì sẽ mặc siêu đẹp với con này nhé. Anh chị đừng bỏ lỡ con này. Đây, hình này hình in anh chị. Mà con lúc nãy là hình thêm một cái logo ở đằng sau nữa. Anh chị đừng bỏ lỡ con này nhé, tại vì con này thật sự nó là một con hàng đẹp, ngon, siêu phẩm cho những anh chị nào chúng ta thích Under Armour hay là cần một con áo thể thao màu đen. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là anh chị cũng đừng bỏ lỡ một con áo con báo này, là cái dòng Puma anh chị nhé. Với con này của Puma thì căng đét này đẹp luôn rồi. Và ngày hôm nay em Sành không biết là lúc đầu nghĩ sao mà để cho mọi người mức giá 200k mà đã bao gồm cái ship luôn cơ. Chả hiểu tại sao luôn. Nhưng mà thôi không sao, nhỡ đâu mọi người có áo về mặc những cái dịp mọi người thích thì sao. Em Sành chỉ là một trong những người mà đưa đón mọi người thôi, chứ còn hàng hóa có sao thì mọi người tự chọn nhé. Đây là mã A35, con áo này size bọ, chiều dài chiếc này 70, ngang 48 và vai chiếc này là 41. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là 65kg thì mặc con này cho em Sành, đừng bỏ lỡ con này anh chị nhá. Cứ vừa size mình thì đừng bỏ lỡ, tại vì clip ngày hôm nay cũng là những clip mà về polo gần như là cuối rồi, chắc là còn thêm một đợt nữa. Nhưng mà không biết là có đẹp như thế này hay không, tại vì em Sành đang dặn là. Sản phẩm tiếp theo chúng ta là có một con của Khắc Laguay này anh chị này. Anh chị nào chúng ta biết về cái dòng Khắc Laguay này của Mỹ thì có thể lựa nhá. Những cái dòng gold này nếu mà đúng kiểu dạng mua trong hiệu rồi thì giá của nó siêu chát luôn. Anh chị cứ đến với em Sành Oxy, hàng ngon, giá đẹp, uy tín. Đó, tất cả những gì đấy thì em nói như thế thì chỉ có như thế thôi ạ. Đây là mã A36, con áo này là size M, chiều dài chiếc này 70, ngang 50 và 44. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là 65kg thì có thể mặc ok con này nhé. Con này khoảng 65kg anh chị mặc quá đẹp luôn, một con của Khắc Laguay. Khắc Laguay bây giờ polo của Khắc Laguay thì cứ trên dưới khoảng 1 triệu một con. Tại vì những cái dòng gold anh chị biết là những cái dòng gold rất là đắt tiền. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta đây là một con Vinpool này. Vinpool này là thương hiệu của Hàn Quốc anh chị nhá. Đó sẽ có logo là một người đàn ông đi xe đạp như này. Anh chị nhìn xa thì sẽ thấy con này siêu đẹp đúng không ạ? Đẹp ớt là đẹp luôn. Chứ bao giờ thấy có một con Vinpool mà nó
mới và đẹp như thế này. Đây, anh chị xem logo đằng sau họ làm rất là tinh tế luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A37, quần áo này size M, chiều dài chiếc này 70, ngang 50, vài chiếc này 44. Anh chị nào chúng ta trong khoảng là 65kg có thể mặc ok cái sản phẩm này nhé. Và đừng bỏ qua cái sản phẩm này. Nói chung là hôm nay anh chị cứ vượt size con nào thì lấy con đấy. Tại vì biết đâu, không biết bao giờ anh chị mới lại gặp được một con ngon như thế nữa. Sản phẩm tiếp theo chúng ta có một con Tommy Hilfiger, con này màu hồng phấn này anh chị này. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A38 nhé, con này size M, chiều dài 71, ngang là 49 và vai chiếc này là 41. Con này thì cho anh chị là chúng ta khoảng 65kg có thể mặc đẹp và mặc ok con này nhé. Khoảng 65kg thì mặc rất là đẹp và ok con này. Một trong con của Tommy Hilfiger mà em dành thấy rằng là form con này là form slim fit, tức là form cứt thùng fit, hay là slim fit thì tức là form tương đối là ôm mà người. Con này chúng ta mặc vào phải hơi đô đô một tí thì mặc nó mới đẹp được anh chị. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta là có một con của Paris này. Con này thì đầu tiên là trước khi xem tác tiếc thì em dành cho mọi người xem những cái chi tiết ở trên con áo này để mọi người biết rằng con này cũng VIP đấy chứ không phải là một con áo bình thường đâu. Đây là mã A39 của anh chị, con này là size LO. Chiều dài chiếc này là 70, con này là size XL anh chị nhá, LO cũng được, XL cũng được. Chiều dài chiếc này là 72, tà sau là 74, ngang là 57 và chiếc này là 53. Con này thì khoảng 75kg thì anh chị sẽ mặc rất đẹp nhá. Cái này chắc là phải tầm gọi là các chú rồi. Nói chung khoảng 75kg thì mặc con này thì không chệch đi đâu được. Tại vì thứ nhất là những cái họa tiết này rất là phù hợp với những bác nào mà chúng ta tương đối là đứng tuổi rồi. Và thứ hai đó là con này thật sự là một con hiệu mà tất cả mọi người hay là tất cả những bác mà có tuổi thì chúng ta nên có trong cái tủ đồ mình. Đây là mã A39 ạ. Tiếp theo là mã A40, cùng nhau đến với cái chất gai truyền thống của Polo, đó là có một con hàng của Uniqlo này. Đây là mã A40 nhé. Con áo này size M thưa anh chị, chiều dài chiếc này là 66, ngang 48 và chiếc này 41. Áng chừng cho anh chị nào chúng ta mặc ok, nếu mà anh chị muốn mặc thoải mái thì chúng ta quanh khoảng 60kg. Còn nếu mà anh chị chúng ta thích mặc ôm thì khoảng 65kg nhé. Con này mặc ôm nó sẽ đẹp hơn này anh chị này. Anh chị cứ căn trong khoảng là 60-65kg mặc con này thì quá đẹp cho em dành. Con hàng này của Uniqlo và đặc biệt con này siêu mới luôn anh chị. Con này siêu mới luôn. Nếu mọi người có thể mua những con hàng mới của Uniqlo thì cũng không sao, nó cũng chỉ chênh khoảng 600-700 nghìn thôi. Nhưng mà sẽ có một vài những vấn đề, đó là mọi người mặc một lần thì kéo có khi nó không mới bằng con này luôn cơ. Quá ngon luôn ạ. Sản phẩm tiếp theo em Sành muốn gửi đến mọi người đó là tiếp tục một con của Uniqlo nữa. Với con này thì sẽ có cái dòng cúc ở trên này, là cái dòng có cái dòng chữ là Uniqlo trên này luôn ạ. Đây là mã A41 anh chị nhé. Con áo này size M, chiều dài chiếc này 70, ngang 49 và vai chiếc này là 43. Con này thì quá mới luôn rồi anh chị. Với chiếc này thì anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 65kg, quanh 65kg thì anh chị sẽ mặc rất đẹp với con này nhé. Con này mặc lên form ôm hoặc là form vừa cũng đều đẹp. Quanh khoảng 65kg anh chị mua con này cho em xanh. Tại vì một con áo polo như này không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ về được đều đặn. Sản phẩm tiếp theo, anh chị nên có những cái con áo màu xám như này trong tủ đồ này. Anh chị thay ra thay vào thì không phải suy nghĩ. Tức là nhiều hôm mình sẽ không biết là mặc áo màu gì ấy, thì cứ màu xám mà phang thôi. Với chiếc này chúng ta sẽ có một con áo của Uniqlo với một chiếc áo size S. Chiều dài chiếc này 62, ngang 47 và chiếc này là 42. Con này thì anh chị nào quanh khoảng 55kg thì mặc đẹp cho em sành nhá. Mặc size S thì mặc con này siêu đẹp luôn. Con này khoảng 99% anh chị. Và cái dòng cốt tông này thì anh chị cũng biết rồi đúng không ạ? Dòng cốt tông này quá xịn sò luôn rồi. Con này rất là đẹp. Cúc của họ thì cũng có dòng chữ là Uniqlo trên này, nên là chả cần thiết phải có bất cứ một cái logo trên này. Nhìn phát là biết anh chị đang mặc một con áo hiệu rồi. Sản phẩm tiếp theo em Sành muốn gửi đến cho mọi người một con của Tommy Hilfiger. Con này thì size hơi to một tí. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc size hơi to, nhưng mà màu cũng như là độ mới con này thì quá là nét luôn, nét căng luôn ạ. Với chiếc này có cúc có dòng chữ Tommy Hilfiger trên này nhá. Đây là mã A43, con áo này của mình ta là size XXL. Chiều dài của chiếc này là 83. Bề ngang chiếc này 58 và chiếc này là 50. Anh chị nào khoảng 80-85kg thì mặc ok. Nói chung đầu 8 thì anh chị mặc đẹp con này nhá. Khoảng đầu 8 thì mặc con này nó mới đẹp ạ. Tại vì thứ nhất là con này rất là to thật. Lâu lắm rồi mới thấy mấy con áo to như thế này. Nhưng mà Tommy thì thông thường là hay về mấy con, một là form slim fit nhỏ, hai là form to như thế này. Tại vì hàng Tommy được luôn là những cái món hàng rất là đắt mà anh chị. Cứ thế vừa là anh chị mua nhá. Sản phẩm tiếp theo em Sành muốn gửi đến cho mọi người đó một con của JP. Con này thì màu
màu con này thì cũng hơi lạ một tí. Con này em sành cũng không biết gọi là cái màu gì cơ anh chị. Nó giống màu xám nhưng mà nó đậm hơn một tí. Với chiếc này chúng ta sẽ có một con của CRV này đến từ Pakistan. Đây là mã A44 anh chị nhé. Con áo này size XL, chiều dài chiếc này là 82, ngang là 57 và chiếc này là 48. Anh chị nào chúng ta khoảng 75kg thì có thể mặc ok con này. Nói chung 75-80kg thì mặc con này đẹp nhá. 75-80kg, nói chung một con áo size cũng to, dài. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta đó là có một con áo màu xám cho anh chị lựa đây. Một con hàng của Uniqlo cho anh chị nào mà chúng ta thích thì có thể là bổ sung thêm vào tủ đồ của mình. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã A45, một con áo màu xám với size M. Chiều dài chiếc này 66, ngang 47 và chiếc này 40. Cho anh chị nào chúng ta 60 cho đến khoảng 65kg thì có thể mặc đẹp và mặc ok cái sản phẩm này nhé. Con này em thành khuyến khích cho trong khoảng là 60 cho 65kg. Tại vì những con hàng rất là nét căng như thế này, mới như thế này thì anh chị chúng ta cứ vừa size chúng ta lựa dăm 3 chiếc cũng được ạ. Sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay là có một con của Giordano. Nếu mà anh chị chúng ta search trên Google là top những con áo polo đẹp nhất thì luôn luôn sẽ hiện ra thương hiệu này. Thứ nhất là biết nói sao nhỉ? Thứ nhất là mọi người sẽ không biết rằng là mấy con áo này chất liệu co giãn, cũng kiểu co giãn nhưng mà không bị giãn, không bao giờ bị giãn. Co giãn nhưng không bao giờ bị giãn, đó là cái đặc điểm rất là hay của Giordano. Anh chị nào mà chúng ta cần con áo basic form đẹp thì lựa con này quá mới luôn. Đây là mã A46, con này size M. Chiều dài chiếc này đó là 76, ngang chiếc này là 47 và vai là 42. Anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 65kg nhưng mà chúng ta thích trong khoảng là 65kg nhưng mà anh chị chúng ta cao trên khoảng 1m6, 1m8 thì có thể mặc ok. Nói chung là con quanh khoảng 1m7 thì anh chị sẽ mặc con này rất là đẹp. Con này là form size M nhưng mà cái form này là form fit của size L nhé. Tại vì có chiều dài là 76, có anh chị nào chúng ta nghĩ chỉ nghĩ đơn giản là áo thì cứ sơ vin là được thì tốt nhất là chúng ta lựa con này. Tại vì con này thật sự là đẹp nét căng, em thành người giới thiệu mọi người chứ. Và đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay. Em Thành nhắc lại một lần nữa là chốt đơn qua Zalo 0337707398. Một trong những cái đợt hàng đẹp như thế này thì không có nghĩa lý gì mà anh chị không lựa 1-2 sản phẩm cho bản thân. Và đây cũng là một trong những cái clip cuối cùng về những cái đợt hàng hè rồi. Rất là cảm ơn anh chị chúng ta đã xem hết clip này. Anh chị nào chúng ta chưa đăng ký kênh Sành Đồ Si thì hãy mau đăng ký kênh Sành Đồ Si đi. Tại vì mỗi lần Sành Đồ Si ra clip mới sẽ chủ động thông báo cho mọi người mà. Nhớ bấm thêm nút chuông thông báo nha. Còn bây giờ Sành Đồ Si xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc và nhiều may mắn ạ.